Nga bác bỏ tin đồn, Tổng thống Putin có người đóng thế. Điện Kremlin bác bỏ tin đồn cho rằng Tổng thống Vladimir Putin có người đóng thế và ông chủ yếu ở trong hầm trú ẩn. Chúng tôi đã nghe một số người nói Tổng thống Putin có rất nhiều người đóng thế làm việc cho lũ ông ấy ở trong hầm trú ẩn. Lại một lời dối trá khác. Các bạn tự thấy Tổng thống của chúng ta như thế nào? Ông ấy vẫn luôn như vậy, một người rất năng động. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25 tháng 4 nói. Ông cũng cho biết thêm, những người làm việc với Tổng thống Putin hầu như không thể theo kịp ông. Mọi người chỉ có thể ghen tị với năng lượng của Tổng thống và ước có được sức khỏe như ông ấy. Tuy nhiên, ông không ngồi trong bất kỳ hầm trú ẩn nào. Ông Putin không biết lần đối mặt với tin đồn có người đóng thế để đảm bảo an ninh hoặc do vấn đề sức khỏe. Tuy nhiên, Moscow đều bác bỏ. Gần đây nhất, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho rằng, ông Putin dùng người đóng thế để thực hiện chuyến thị sát ở sở chỉ huy tiền phương của Nga tại Lugan và Kherson ở Ukraine. Không có ông Putin nào ở đó cả. Muốn gặp ông Putin thật sự, các vị phải cách ly ít nhất 10 đến 14 ngày. Ông Danilov nói, nhưng không đưa ra bằng chứng. Tháng trước, ông Putin đến thị sát thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Một đại diện tình báo Ukraine cũng bình luận, một người giống ông Putin đã đến Mariupol. Ông Trump nói ông Biden là tổng thống tệ nhất lịch sử. Ông Donald Trump đã chỉ trích 2 năm đầu nhiệm kỳ của chính quyền tổng thống Joe Biden sau khi ông Biden tuyên bố tái tranh cử. Trong một video mới được phát hành sau khi Tổng thống Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử, cựu Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc chính quyền Biden về hàng loạt thất bại, từ việc mở cửa biên giới Mỹ với Mexico cho đến việc dẫn dắt thế giới đến bờ vực của Thế chiến 3. Ông Biden ngày 25 tháng 4 chính thức thông báo tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Biden, 80 tuổi, đang là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất lịch sử. Tổng thống Biden tuyên bố ông cần 4 năm nữa để hoàn thành công việc và khôi phục linh hồn của nước Mỹ. Chỉ vài giờ sau, ông Trump đã đưa ra phản hồi. Bạn có thể lấy 5 tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ và đặt họ lại với nhau, nhưng họ cũng không gây ra những thiệt hại như Joe Biden đã gây ra cho đất nước của chúng ta, ông Trump nói. Cựu Tổng thống Trump đã đề cập đến lạm phát tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ, chuỗi 24 tháng lương thực tế giảm, giá xăng dầu tăng, tình trạng vô gia cư và tội phạm là những dẫn chứng cho thấy nhiệm kỳ tổng thống đầy tai họa và thất bại của Tổng thống Biden. Ông Trump cũng cáo buộc Tổng thống Biden vũ khí hóa cơ quan thực thi pháp luật để trừng phạt những người ủng hộ ông. Ông Trump từng chỉ trích người kế nhiệm về những vấn đề này trước đây cũng như các vấn đề về chính sách đối ngoại. Cựu Tổng thống Mỹ cho rằng Nga đang hợp tác với Trung Quốc trong khi Iran chỉ vài ngày nữa sẽ sở hữu bom hạt nhân. Còn Ukraine sẽ bị tàn phá bởi một cuộc chiến và sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là Tổng thống. Ông Trump cáo buộc ông Biden dẫn chúng ta đến bên bờ vực của Thế chiến 3. Khó có thể tưởng tượng rằng ông Biden thậm chí còn nghĩ đến việc tái tranh cử. Chưa bao giờ có sự tương phản lớn như vậy giữa hai chính quyền liên tiếp trong lịch sử Mỹ. Đó là sự vĩ đại của chúng ta và sự thất bại của họ, ông Trump nhấn mạnh. Theo hãng tin Reuters, mặc dù nền kinh tế Mỹ khởi sắc hơn dưới thời ông Trump và thế giới cũng tương đối yên bình hơn, nhưng vẫn chưa rõ liệu cựu Tổng thống Mỹ có thể chuyển những thành tích này thành phiếu bầu cho ông trong cuộc bầu cử vào năm sau hay không. Hầu hết các cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden. Nhưng một cuộc khảo sát của NBC News được công bố hôm 24 tháng 4 cho thấy, hầu hết người Mỹ không muốn ứng cử viên nào tranh cử vào năm 2024. Với tư cách là ứng cử viên đương nhiệm, ông Biden có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ, bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama. Trong khi đó, ông Trump phải đối mặt với thách thức tiềm ẩn từ thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Mặc dù Ron DeSantis chưa tuyên bố ứng cử, nhưng một số cuộc thăm dò cho thấy thống đốc này có khả năng được ủng hộ nhiều hơn ông Trump. Nga có thể đã đưa siêu tăng T-14 Armata tới Ukraine. Quân đội Nga đã triển khai xe tăng tối tân T-14 Armata nã pháo vào vị trí của Ukraine, nhưng chưa tham gia các đợt xung kích, theo RIA Novosti. Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 25 tháng 4 dẫn nguồn tin cho biết, những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đều được bổ sung lớp giáp để tăng hiệu quả bảo vệ trước đạn chống tăng. Quân đội Nga bắt đầu dùng xe tăng T-14 Armata nã pháo vào vị trí phòng thủ của Ukraine. Tuy nhiên, chúng chưa tham gia các đợt tấn công trực tiếp, nguồn tin tiết lộ. Các kiếp lái T-14 Armata từ cuối năm ngoái đã tham gia huấn luyện phối hợp tác chiến tại một thao trường ở vùng Donbass. T-14 Armata là mẫu xe tăng thế hệ mới được Nga phát triển từ năm 2015, trang bị nhiều công nghệ mới khiến nó được gọi là siêu tăng của Nga. Tuy nhiên, loại xe tăng này chưa được quân đội Nga biến chế hàng loạt và cũng chưa tham chiến trực tiếp trên chiến trường trước đây. Xe tăng T-14 Armata nặng 55 tấn, nổi bật với tháp pháo điều khiển từ xa gắn pháo nòng trơn 2A82M1 125mm. Phương Tây đánh giá tháp pháo của T-14 Armata là sáng kiến tiên phong trong ngành chế tạo xe tăng, khắc phục điểm yếu dễ bị thổi bay tháp pháo trên các dòng xe tăng Nga trước đây. Kíp lái 3 người của T-14 Armata ngồi trong khoang bọc giáp kiên cố, tách biệt hoàn toàn với khoang chứa đạn và tháp pháo,
giúp tăng khả năng sống sót của họ khi bị đối phương tấn công. Ngoại trưởng Nga nói, thế giới đang đứng trước bước ngoặt nguy hiểm. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, thế giới đang đứng trước một bước ngoặt nguy hiểm hơn cả thời kỳ chiến tranh lạnh. Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có mặt tại thành phố New York, Mỹ để chủ trì phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề chủ nghĩa đa phương và sự hình thành của Hiến chương Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 4. Tại đây, ông Lavrov đã lên tiếng với cảnh báo một bước ngoặt nguy hiểm mà thế giới đang phải đối mặt. Giống những gì đã xảy ra trong chiến tranh lạnh, chúng ta đã đứng trước một bước ngoặt nguy hiểm. Bước ngoặt này thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì đã xảy ra trước đây. Tình hình xấu đi là do sự mất niềm tin về chủ nghĩa đa phương, ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga cũng cho rằng các quốc gia đang phát triển đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi sự kìm hãm của các nước lớn, bao gồm chặn quyền tiếp cận công nghệ hiện đại và nguồn vốn. Kết quả của sự kìm hãm này có thể dẫn đến sự phân mảnh của thương mại toàn cầu cũng như sự sụp đổ của cơ chế thị trường. Vì vậy, ông Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương trong việc giải quyết những vấn đề vừa nêu. Ngồi bên cạnh ông Lavrov, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ sự lo ngại về khả năng xảy ra xung đột giữa các siêu cường trên thế giới. Căng thẳng giữa các siêu cường trên thế giới đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Nguy cơ xảy ra xung đột hiện đang hiện hiện thông qua các động thái và tính toán sai lầm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh. Cũng trong cuộc họp này, Tổng thư ký Guterres đã lên tiếng chỉ trích Nga vì chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, khiến đất nước và người dân Ukraine phải hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề. Ông Guterres cũng kêu gọi các bên có những động thái hiệu quả để hạ nhiệt tình hình. Đáp lại phát biểu trên của ông Guterres, Ngoại trưởng Lavrov cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây đã thay thế luật pháp quốc tế và qua đó làm tình hình trở nên căng thẳng hơn. Ngày 24 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova thông báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đến thành phố New York, Mỹ để tham gia các phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong hai ngày 24 và 25 tháng 4. Chuyến bay chở ông Lavrov đến New York đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội. Theo thống kê của ứng dụng theo dõi chuyến bay Flightradar, hơn 700.000 người đã theo dõi hành trình của chuyến cơ đưa ông Lavrov tới Mỹ. Dộ tin Ukraine vượt sông, phá vỡ phòng tuyến của Nga. Quân đội Ukraine được cho là đã đổ bộ bờ đông sông Dnipro ở tỉnh Kherson, vượt qua phòng tuyến của Nga. Lực lượng Ukraine đã thiết lập vị trí ở bờ đông sông Dnipro, đối diện với thành phố Kherson, gần thị trấn Odessa và Dachi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi quan sát được hình ảnh định vị địa lý đáng tin cậy về các vị trí của Ukraine ở bờ đông sông cùng với các báo cáo đa nguồn của Nga về sự hiện diện của quân đội Ukraine ở đó. Viện nghiên cứu chiến tranh ngày 23 tháng 4 dẫn thông tin từ các blogger quân sự Nga cho biết. Theo các blogger quân sự Nga, lực lượng Ukraine đã thiết lập các đường tiếp tế ổn định và thường xuyên tiến hành các hoạt động trong khu vực. Một đoạn video được cho là ghi lại hôm 18 tháng 4 cho thấy các xe lội nước của Ukraine đổ bộ lên bờ sông Dnipro, bắc cầu qua sông. Các cầu qua sông trước đó đã bị Kiev phá hủy nhằm cắt đứt tuyến đường tiếp tế của Nga vào Kherson. Theo ISW, trong các ngày 20 tháng 4 và 22 tháng 4, lực lượng Ukraine đổ bộ lên bờ đông sông Dnipro, thiết lập mạng lưới hậu cần qua sông và dường như không có lực lượng Nga ở các khu vực lân cận. ISW cho rằng Nga có thể ưu tiên duy trì phòng thủ ở các khu đông dân cư như Oleksiy và Nova Kharkovka, để lại một số khu vực ven bờ sông và các đảo nhỏ không phòng bị. Việc xuyên thủng phòng tuyến khu vực này có thể là bước đầu tiên của quân đội Ukraine hướng tới việc đẩy lùi lực lượng Nga khỏi các vị trí mà Moscow đang sử dụng để pháo kích vào Kherson. Ngoài ra, nếu thông tin được xác thực, hoạt động vượt sông Dnipro của Ukraine cũng có thể coi là đánh dấu những bước đầu tiên hướng tới phát động một cuộc phản công mùa xuân được lên kế hoạch từ lâu. Các quan chức chính phủ và chỉ huy quân đội Ukraine nhiều tháng qua đã phát đi tín hiệu rằng khi thời tiết thuận lợi và lực lượng sẵn sàng, họ sẽ tìm cách đẩy lùi Nga khỏi miền Nam. Tháng 11 năm ngoái, sau chiến dịch phản công bất ngờ của Ukraine, Nga buộc phải rút khỏi thành phố Kherson ở miền nam Ukraine. Moscow đã chuyển toàn bộ binh sĩ và khí tài từ bờ Tây sông sang bờ đông sông Dnipro, tăng cường phòng thủ và tiếp tục pháo kích Kherson.